Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay nha. Thì hôm nay trước khi bắt đầu thì mình xin phép nói sơ qua một vài vấn đề nhỏ. Thì thứ nhất là có bạn nhắc mình là cái cam của mình sao nó hơi mờ. Thì thật ra cái cam này là cái cam mình mua trong cái thời buổi dịch để mà mình học tập cũng như là làm việc. Cho nên là cái này mua đại có xài thôi. Thật ra cái độ phân giải tối đa mà nó đạt được có 640x480 à. Cho nên nó là nó mờ mờ tí thì anh em thông cảm, mình thì cũng không phải là người có nhiều tiền, tới giờ mình đang xài con i3.2 mà. Rồi, thì thứ hai đó là những cái video Word Orochi này thì thường mình sẽ quay vào buổi tối cho nên mình không có nói lớn được, và đôi khi mình phải kiềm chế để tránh mình nói lớn hay nói một cách thoải mái làm phiền mọi người xung quanh á. Cho nên cái tập trước có lẽ các bạn, một số bạn sẽ thấy mình nói nó không có được tự nhiên cho lắm thì thôi cho mình xin lỗi ha. Thì nói chung là tại vì nói mà trong cái cảm giác mà nó không có thoải mái á, thì thường nó dễ bị cái vấn đề này. Rồi, ok, hôm nay chúng ta đến với trận Yamatai các bạn ha. Có vài cái sự thay đổi một chút xíu trong cái đội hình của mình. Mình tính cho Tàu Phi ra trận, nhưng mà sau khi xem xét lại thì nên để tập sau để Tàu Phi ra trận. Còn tập này thì mình muốn cho Hà Hầu Đôn ra trận hơn. Mình muốn luyện Hà Hầu Đôn thêm một chút. Ok, xem xét sơ về vũ khí, chân thị của vũ khí xịn tàu Hào Đô mỹ cây chưa mát thì mình luyện thêm một chút. Ông Toshide này thì ngon rồi. Rồi ok, nhiệm vụ chính thì chắc là giết tướng địch, rồi nhiệm vụ này hình như là có đắc kỷ thì phải. Rồi bảo vệ tướng mình thôi. Ok, nhưng mà các bạn thấy không? Nếu mà trận này bên Warrior Orochi thì nó dễ rồi. À, có bạn nói mình chơi Tam Quốc phần 8 đi, rồi từ từ để mình coi. Cái chân thị này chiêu nó là gì ta? À nhớ rồi, chiêu phán liên hoàn của nó à. Nhưng mà chân thị thì cũng khá là ok, nó chơi hệ sắp xét khá là ngon. Nhưng mà cái chiêu số 2 của nó lại không ngon lắm, quýnh nó điệu đà quá. Chưa thấy ai quýnh mà đi tán giống vậy trơn. Rồi ok, à đúng rồi, ông này còn đang luyện, ông này là luyện ngựa nè, để mình coi ông này làm gì chứ hồi mình quên mất. À rồi ok, đánh này thôi không có giới hạn gì. Ok, lượt sau là được lên ngựa rồi. Ủa ngựa mình đâu ta? À, khỏi ngựa đi, mệt quá. Này mình đi với lại Khương Duy luôn rồi. Đánh tướng đánh mấy lính này làm gì? Ông này thì đỉnh rồi. Ồ, đòn thức cuối của ông này lợi hại đấy. Rồi ok, thức thứ 5 này là cũng đỉnh rồi. À, hai tướng nhào vô thì cũng vậy thôi, chọn mấy phát cho nó lả nào. Rồi cho con chân thị đánh tiếp. Nhớ tên nhỏ này là chân thị rồi các bạn, mấy bữa trước mình còn nói nó nhỏ này tên gì quên tiêu ta, giờ nhớ ra nó tên là chân thị các bạn. Vợ Tàu Phi cũng dâu Tàu Tháo, trước đó thì lại là con dâu của Viên Thiệu nha. À, Thiệu thua rồi Tàu Tháo thấy đẹp bắt về làm vợ con mình. Con bố được như vậy thì mình cũng cảm thấy vui lắm đó các bạn. Bố đem vợ được cho con. Ây da. Rồi nhào vô. Ồ, Hào Đôn được cái chém nhanh thôi, chứ bản này Hào Đôn không mạnh lắm. Coi phần 6 thì Hào Đôn phần này nó không phải là tướng quốc lính mà nó là tướng dạng solo các bạn, mà solo tốc độ quá chứ không phải solo sức mạnh. Là Hào Đô bản này nhìn nó quýnh nó thấy nó hơi đuối đuối một tí. Mày năm sau nha các bạn, quýnh nặng đô lắm á chứ đừng có đùa. Từ lính đến tướng thằng nào cũng mạnh đơn á, không có thằng nào yếu đâu, các bạn thấy nó áp đảo mình hoàn toàn về mặt chiến lực không đó. Hay dạ. À Hào Đôn nhớ là Hào Đôn là chiêu hút hút này. Bản này tại mình ít chơi cho nên là mình cũng không nhớ lắm. Có bạn thì nói mình là chơi Tam Quốc 8 đi rồi, cái bản đó mình chưa chơi bao giờ, nó cũng chưa dám làm video quay các bạn coi. À, thì bữa nào mình để mình mua game về mình làm đã, tại vì
tiền mua game thì không phải mình lúc nào cũng có, các bạn thông cảm. Đấy là phải chơi hết con này mới chơi con khác, chơi nhiều quá là mình loạn, đặc biệt là những cái game mà nó cùng loại đó. Chơi nhiều dễ loạn lắm, họ không nhớ game này bấm lúc nào là bạn tính năng này bản này có bạn khi con nó có hay không không nhớ bấm được bậy nữa là tào lao. Ông này chiêu cực kỳ nhiều mà có điều là tại không có bính đòn nặng liên tiếp được, thành ra ổng hơi đuối một tí. Còn cái chiêu công khổ này hay đấy, chiêu số 5 này nó gây choáng hàng loạt luôn, đánh khá là hay. Ông này nó tầm đánh rất rộng các bạn, đánh không khỏi lo gì chọn nè. Gì đây? Ồ, Khương Di quýnh mình chấp hết. Thật ra Khương Di là tướng văn chứ không phải tướng võ. Ồ, làm chậm nữa hả? Làm slow motion à? Ai chà, bị cả đám vây rồi tính sao đây? Gì đây, ai bắn đó? À, em rể của Oda Nobunaga các bạn. Ông này là Asai gì quên tiêu rồi. Ông này là gì? Asai này quên tiêu ta. Chồng của Oichi nè. À, Asai Nagamasa đúng rồi, nhớ rồi nhớ rồi. Quýnh cực đỉnh luôn. À, đây cho con chân thị đánh mấy cái rồi. Chân thị nó quýnh cực nhanh luôn các bạn. Làm chậm nó còn có chiêu bút đối phương nữa, con này đánh cực đỉnh luôn. Có điều cái chiêu nó là đôi khi hơi ảo diệu tí. Hai. Rồi đây, chết chưa? Rồi đây cho Hào Đôn đánh phe này, tại đã ăn được cái ấn rồi các bạn. Hào Đôn tung chiêu kiểu này ai chịu cho nổi. À, cực đỉnh luôn. Rồi, ok, ngon. Ngựa mình đâu rồi? Đâu là bản này kiếm ngựa khó ghê, tại vì cái góc nhìn, cái góc quay đó là chưa có tốt. À rồi, đây, ok. À, chạy ngồi lưng ngựa, vừa chạy vừa đánh được. Đứng đất đánh không có được. Bản này nó chưa có cái chiêu hai bơ các bạn. Không có hai bơ mình đuối lắm. Xíu các bạn, mà này lính nhiều mà tướng ít, mà năm sau về mình hơi nghi nha, tại vì có những cái đơn vị nó sẽ không xuất hiện từ đầu, một lúc sau nó mới xuất hiện, cho nên là mình hơi lo là không biết là có phải là một hồi nó xuất hiện thêm nhiều lính hay không đây. Ai à? Rồi đây cho mày ổng chọt nè, qua giờ chưa thấy ổng tung chiêu chọt. Ai chà, nó đỡ được rồi. Bên này thì chiêu dễ đỡ quá. Rồi, dây cho chân thủ đánh. Cái thằng tướng này nó kháng đòn mà. Đùa những chân thị à. Dù gì đây cũng là hoàng hậu một nước nhá. Có cục nổ đây nữa thì khỏi lo. Nó bị làm chậm rồi các bạn. Quay rừng bị con chân tỷ tán chết luôn chứ. Đẳng cấp hoàng hậu thật.
của với chị à. Chị mà được rồi, ok, lấn lên tiếp nè các bạn. Con này nó cầm cái sáo, cái tầm đánh nó không được rộng cho lắm, được cái là chiêu của nó khá là hay, chứ đặc biệt chi đặc biệt á. Rồi đây Hoa đánh đường bên này trước, ta ráng đánh hết tướng đối phương, ta kiếm đồ ta xài các bạn. Lượt sau rồi mình cho tàu phi ra, lần này dùng hào đô một tí, mình đang muốn luyện hào đô quá. Hào đô mình là một nhân vật mình khá là thích các bạn, ông ấy không có nhiều tài năng mà đúng là một người rất là trung thành, mấy ai được Tào Tháo tin tưởng mà cho ngồi ăn ngồi đánh cờ chung, thậm chí là cho đi chung xe đâu. Tào Tháo đã nghi các thiên hạ, có mỗi Hào đô mà ông không nghi thì mình biết là người này là cái người tốt như thế nào rồi. Chẳng qua năng lực của Hào đô có hơi hạn chế, hay đúng hơn là ông ấy dễ bị thích thôi, chứ là chứ ông ấy cũng là người đọc kinh thư, không phải là ngu dốt để cho Gia Cát Lượng đánh bại dễ dàng ở cái gì ta, cái gì chỗ nào à, đo bắt giọng. Chẳng qua là ông ấy dễ thích quá thôi. Lần đó là Gia Cát Lượng dùng chiêu thích giả bộ cho Lưu Bị Triệu Tử Long đánh thua rồi cái bỏ chạy cho Hào Đôn chí, mà chứ lần đó đã đánh trực diện chắc gì thắng. Bị nó vây kiểu này rất là khó nha. Cũng may là bà này mà có chiêu thổi sáo nó lan hết, leo lên ngựa được. Đúng, ở đây ông không có ông nào mà chuyên cạn nữa. À, Hồ Đôn đang ở đây tất cả chúng ta. Bả này mà này không thấy có tướng là có ngựa ngon hay được cưỡi hết trơn. Nè nó có chỉ bon tướng ra mà dễ bị quýnh mà thấy không? Biết ngay mà. Ồ, có Himeko ở đây luôn hả? Nữ hoàng Nhật Bản ấy. Bởi vì bản này nó làm bà này nhìn hơi lưu ly một tí, cùng một kiểu đánh với Đắc Kỷ luôn. Có điều bà này là hai cục cung, còn Đắc Kỷ là hai cục đánh. Ồ, pha chém gió nó hơi bị đỉnh đấy, thì chưa đặc biệt khác của Hào Đô mà mình quên mất đấy. Ha ha, nhào vô. Rồi đây, cho ông này dùng chiêu chọn. Ông này chọt kìa, một phía thì còn mất quá, mình cho ổng chơi quay chỗ này cũng được. À, tiếc là cái chiêu cuối của bà này lại là chiêu thổi sáo mà nó gây choáng là chủ yếu chứ phải gây đam các bạn. Chiêu này thì không mấy sát thương. Bà này được nói cái tuyệt chiêu này là có giá trị mà. Đá đó đánh solo khá ngon, là nó ra đòn khá là nhanh. Mà dở nổi một cái là nó lại cái tầm đánh nó ngắn quá. Ây da. Mà hơi giọt lẹ nó bắn bây giờ. Dòng bên trên kia lại các bạn. Mọi người thôi cho Hào Đôn đánh đi, ông này ông đánh ngựa ngon nhất. Dầu gì nữa thì cũng là một trong những ái tướng của Tào Tháo mà đâu có vừa. Còn là anh em họ ngoại luôn á nha. Quan hệ hai người này phải nói là cực kỳ tốt luôn á. À, hầu với họ Tào là hay kết thông gia lắm. Hay chà, trận này Oroki có nhiều vui quá các bạn. Đúng là trận năm sau ấy mình nói rồi. Mình nghi ngờ là có những con tướng nó không có xuất hiện ngay từ đầu mà nó đợi rút sau nó mới vô. Đó, mà này nghĩ là nó ít tướng là mình bị sai lầm. Tính ra mình đuối quá. Đánh chưa tới đâu. Rồi lên các bạn. Chiều chém gió đó hay đấy. Này đúng kiểu là chém gió luôn. Quá các bạn.
nhiều lúc muốn lên ngựa đi mà cũng khó khăn, chứ không cho mình lên ngựa luôn á. Trời ơi, có cả Kenji Maeda nữa, thì bạn nó sống sao? Chạy về cứu nó cái đã. Có ngựa thì mình chạy dễ rồi không nói. Rồi cái chạy đúng này cái đã. Bạn này cái map nó cũng chú ý quá. Nó đường đi nó lắc léo quá các bạn không? Ông này tính là có cái chiêu quay quay thì cũng hay, nó quay hơi chậm xíu. Quay nhanh xíu tốt. Đó, ông này chắc cần cái cờ búp vô tốc độ hơi nhiều quá nha. Rồi xong. Vậy thôi. Ông này còn phải nâng cấp nhiều, tại ổng còn yếu lắm. Năm sao mà đúng đâu có nhẹ được mấy mạng trước. Rồi, ok. Trời, quýnh không mấy sát thương rồi. Này chắc bị choáng rồi. Rồi cho còn nó thổi sáo một tí. Rồi tân. Rồi hào đô phải gánh tiếp. Ông hào đô cũng cầm cái đao là chém đã thiệt chứ đùa đâu. Chúng ta nhìn chung đang thắng nhưng mà cái thế của mình nó cũng đang khó khăn, tại sức đối thủ ra nhiều thứ mạnh quá. Đánh không lại. Rồi, ok, tăng tốc độ chạy lên nào. Bởi vì đúng cung quá mình không có chạy ngựa được. Quét hết mấy này mới được. Rồi, ok, tránh ra cho vũng cung nào. Thế chạy bộ luôn đi, mạnh quá rồi. Nó không có cái chiêu hai bơ rất khó đánh các bạn. Tại hai bơ anh đã Samurai Warriors 4 biết quen qua đây chơi không có hai bơ khó chịu quá. Ồ, bạn mình quýnh nguyên chất ghê chứ đùa đâu. Trời, mà này quýnh lâu mấy mạng trước. Mấy mạng trước quýnh bây giờ này là xong rồi mà bạn này quýnh chưa xong nữa. Bạn này làm sao đúng luôn á. Đây. Chưa đủ chất các bạn. Cày của ông này chưa ngon. Quýnh chưa ra được cái tính gì. Dù ông đánh khá là mạnh, chiêu của ông rất dụng luôn. Trời chắc là thiếu lính rồi. Quýnh từ từ vòng vòng ở sau lưng nó các bạn. Cái này thì cho choáng tiếp nè. Choáng mà khi đánh nó sẽ bị văng lên nha các bạn. Ông này quýnh chất phết. Rồi, ok. Ôi chà, ngựa này dễ lòng lên quá. Cũng may là có cái chiêu thổi sáo này khá là đúng. Rồi, nổ đi. Rồi. Bà này đúng là phải chỉ có dùng chiêu số 5 là ngon. Thôi dùng cái chiêu đi mệt quá rồi. Cho hào đô quýnh nào. Ông kia đủ rồi, để cho ông quýnh thường đi. Hào đô quýnh chiêu này mới đúng. Đừng quýnh lẹ quá anh cũng thoát được các bạn. Ông này chiêu vô cầm lên quăng cũng khá là lợi hại. Chiêu số 3 của ông này quýnh ngang ra hai bên các bạn. Chiêu số 4 là quýnh gì quýnh là phải chết. Các bạn phải nhớ chiêu. Đây, một phát là bể thiên choáng hết, đòn đó là tầm đánh rất rộng luôn. Ây da, quýnh quá đã các bạn. Mà này càng hơi bị phê. Ừ,
điểm nó đông nè. Rồi, oh yeah. Rồi xong, xuống dưới kia quýnh đồng Kenji Maeda, mình lấy con ngựa xịn đó. À, à. Chơi tiếp nè các bạn. Chúng ta có cơ hội thắng trận này. Đây 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 đây, con ngựa mình muốn đây. Rồi hai ông này đều là người nhà Maeda đây. Thì bữa nay cho hai anh em ổng solo phát. Ây chà hụt. Không Kenji Maeda thì khác gì lão bố đâu các bạn. Làm sao chơi lại dễ dàng vậy được. Lần được tốc độ đánh thôi. Ôi gì đây. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái gì đây. Chắc là đồ của con nó đắt kỹ hay là con nữ hoàng Nhật Bản rồi. Đây. Cũng mai cho hào đồ lấn lên nhanh các bạn. Rồi rớt đồ ngon nhìn cái. Trả ra kinh nghiệm mà hay cũng được đi. Rồi đây có ngựa xịn xài rồi. Sao tập này chắc ngựa xịn lắm đây. Rồi hào đô mà tao không cần thì kêu. Quýnh nãy giờ mà chiến lực lên chả còn nhiều lực, nó còn đến mình thuộc 3 rồi mà. Chơi không lại luôn các bạn thấy không. Mà tập này nhiều nhanh thật thế nha. Cái này một phần nữa mình muốn quét hết tướng chứ nãy giờ mình hào vô thành chính mình đánh luôn chắc cũng xong rồi. Dễ gì ăn kiểu đó. Thành này hình như có một đường vô thôi các bạn. Thành này chắc quá. Ây da. Rồi, ok. Rồi, ok, mấy con lợn lòi này thì làm gì được mình. Tướng nó ra đông thì còn áp đảo được mình. Nhưng mà có như đây thì mọi người quân mình đang lên thì có người chi lửa rồi. Rồi, cho ông này ổng đánh xíu nè. Có điều ông này ổng hay, đôi khi ổng quýnh nó phải gồng lên nó dở, dở cho đó. Rồi đây, có con túc xương ở đây rồi thì khỏi lo nữa. Ồ, cửa chưa mở, cửa chưa mở. Ủa vậy sao vô tao quýnh nãy giờ rồi. Cửa không mở sao đánh. Nó màn này vô thế nào đây. Có đắc kỹ nó không chịu mở cửa các bạn. Rồi ngon, con ngựa này nó chạy quay không kịp luôn á. Ồ ok, nó mở cửa rồi. Đây, nhào vô, nhào vô. Nhào vô kiếm ăn. Đây, một tướng hai ô ở đây là nhiều lắm. Con người này nó chạy nhanh đến mức hình chạy không kịp luôn các bạn thấy không. Nó ủi tướng luôn mà. Ôi nó là con này nó đỉnh lắm. Này đắc kỹ này. Rồi cho con chân thị ra nó chơi. Ây chà. Chà, con đắc kỹ nó quýnh lẹ lắm rồi. Cô hụt hơi cái là bị nó chơi liền. Nó là tướng tốc độ mà các bạn. Nó là một trong những con tốc độ mạnh nhất trên game này luôn á. Mấy thằng cầm cung này nó hay phá đám lắm nè. Hay quá, đòn này chém xuyên cả đám luôn. Rồi xong ấy, khi chạy hết. Nãy khô mình vô đây mình quất chánh tướng quýnh liền. Chạy vòng 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 hồi thua đấy. Trận này quýnh như đất Nhật nha các bạn. Nó tên là Yamatai. Yamatai là một cái mảnh đất cũ đất của người Nhật á. Ngày xưa đất nước Nhật Bản không từng được gọi với cái tên là Yamatai, là Tam Mã Đài á. Như là đây là vương quốc của con Himiko á các bạn. Rồi thôi khỏi nói chuyện. Oh, Oichi tuyệt vời. Azai Nakabasa ngon. Có hai vị này ở đây ngon rồi. Rồi ok, đồ ngon quá. Quá ngon, quá ngon. Quá ngon, quá ngon. Quá ngon, quá ngon. Toàn đồ ngon cái này không ai mà nỡ chối từ.
Rồi mở được chapter 15 rồi các bạn. Tất nhiên là mình đánh số tập ở đây theo quan điểm của mình nha, chứ không phải là số tập của game. Rồi ok, giờ vô cái bút vũ khí nè. Đây, có lửa, có lôi. Sức chiến đấu lên dữ quá. Rồi cái này tiếp tục có lôi rồi, ông hầu thôn chứ quýnh ra lôi không. Đây có tầm đánh có đầy đủ đây. Cái này thì không cần. Đây thêm cái một cái xuyên giáp nữa là ngon cơm. Ôi, hình như có cái multi nữa thì phải. Đây ông này có bóng cho bóng luôn. Chả sao, bóng ở đây là phân thân đó nha các bạn. Đừng hiểu bóng những kia tội nghiệp ổng lắm. Đây nâng đồ cho tàu phi nữa chứ không quên đấy. Cái này ngon hơn. Đây để lượt sau còn lấy tàu phi, tại nãy tàu phi còn nhiều đồ ngon quá mà chưa bút. Giờ cho ổng chơi lại bỏ mấy cái này lại tiếp. Rồi đây, mỗi cây có 8 lỗ rồi nha các bạn. Rồi đây lửa. Đây tàu phi đủ rồi chơi rồi đây. Cha con nhà Tào Tháo giống nhau ở chỗ là hai người toàn vừa thức thứ tư thôi các bạn. Rồi đây. Ha 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 ha. Đủ đồ rồi. Ủa bà khoan, cái cây sáo của con Trần Thị đâu rồi? À đây Trần Thị đây, Trần Thị đây. Rồi ok, lấy thêm hai cái xuyên giáp. Rồi ngon. Băng. Rồi xong, bây giờ thì tàu phi ra được rồi. Ủa mà khoan, còn ông kia nữa. Quên mất ổng đấy. Đây, để coi còn cái gì không. Đây, flash đây. Cái này đây. Tốc độ đây, ổng quýnh hơi chậm. Chết mồ, giờ thiếu điểm cho ổng rồi. Ở đây lượt sao cho ông này vô nghỉ vậy. Không biết ổng còn cái gì không. À còn hả. Còn thì thôi luyện tiếp rồi tìm sao bút luôn. Tại lo nâng cho tàu phi quá, chúng ta không có đủ kinh nghiệm để nâng các bạn. Tại vì chúng ta lấy đồ tốt nhiều quá đó mà. Rồi hào đô xong, bây giờ tới tàu phi ra trận nè. Tính ra hào đô thì à level cao hơn một rồi. Cũng chả hơn mấy. Rồi ok, tại giờ năm sau là không có tiền đổi tướng nữa các bạn. Mình muốn cho Oichi với Nagamasa ra trận, nhưng mà tại vì hai người đó cấp thấp quá không ra trận được các bạn. Bây giờ năm sau rồi phải chia mấy màn đầu chúng ta đổi tướng được. Còn qua đây mà đổi tướng tầm bậy ra nên mức độ trung bình nó vả mình nằm luôn á các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.